Mới đây, Chính phủ đã thông qua Nghị định số 12 về việc gia hạn thời hạn nộp các loại thuế và tiền thuê đất năm 2023. Theo đó, đối với số thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp được gia hạn từ 3 đến 6 tháng tùy thuộc vào từng thời điểm cụ thể. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn 3 tháng đối với số thuế tạm nộp quý 1 và 2 của kỳ tính thuế năm 2023. Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ hoặc cá nhân kinh doanh năm 2023 nộp chậm nhất vào ngày 30 tháng 12 năm 2023. Đối với tiền thuê đất, gia hạn 6 tháng cho 50% tiền thuế đất phát sinh phải nộp năm 2023. Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã triển khai những quy định mới này đến các tổ chức hội, đơn vị doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn nắm bắt và thực hiện. Nghị định số 12 của Chính phủ có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.